Vừa qua tại Văn phòng Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã trao ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai, Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai số tiền 300 triệu đồng, 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 2 buồng khử khuẩn để hỗ trợ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai trong công tác chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi trao tặng, ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, trong những ngày qua, thực hiện triệt để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã rất tích cực kiểm soát và thường xuyên đưa ra các biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho cán bộ và người lao động, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hết sức cảm động và khâm phục trước ý chí và tinh thần quả cảm của các y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, những người đang ở tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. Từ nghĩa cử ban đầu này, Tổng công ty hy vọng sẽ lan tỏa tới tất cả các đơn vị thành viên để cùng chung sức, chung lòng cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai cùng đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tình cảm của cán bộ công nhân viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng thời chia sẻ những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như nỗ lực cao nhất của các y bác sĩ. Bệnh viện sẽ luôn nỗ lực hết mình trong công tác khám chữa bệnh, mang lại sức khỏe và niềm tin cho nhân dân cùng cả nước chống dịch COVID-19 thành công.